Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mỗi Ngày Một Vi News. Mình là Robin và hãy cùng mình điểm qua những tin tức mới được cập nhật trong ngày hôm nay nhé. iOS 16 có thể sẽ được công bố ở sự kiện WWDC 2022 với nhiều cải tiến. Motorola ra mắt siêu đối thủ của Nokia X10 giá chỉ bằng một nửa so với iPhone SE 3. Một tính năng của iOS có thể sẽ khiến Facebook mất hơn chục tỷ đô la. Để mở đầu cho bản tin hôm nay là một tin tức vô cùng nóng hổi và mình nghĩ là tin tức này cũng là tin tức mà được rất nhiều người quan tâm. Đó chính là trong sự kiện WWDC 2022 dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 6 thì rất có thể Apple sẽ ra mắt phiên bản iOS 16 với nhiều cải tiến hơn so với những phiên bản trước. Apple đã lên lịch cho hội nghị các nhà phát triển toàn cầu, viết tắt là WWDC, hàng năm vào ngày 6 tháng 6. Tại Quyết dự kiến sẽ công bố các bản nâng cấp phần mềm mới nhất cho tất cả các thiết bị của mình. Không nghi ngờ gì nữa, người hâm mộ đang hào hứng nhất với phiên bản iOS tiếp theo, dự kiến là iOS 16. Mark Gurman và Bloomberg hiện đã tiết lộ rằng iOS 16 sẽ mang lại sự cải tiến và một trong những cải tiến chính là quản lý thông báo. Anh ấy chưa nói bất cứ điều gì cụ thể, nhưng chúng ta có thể mong đợi những cải tiến đối với trung tâm thông báo hoặc là thông báo đẩy. Hơn nữa, chúng ta có thể sẽ thấy các tính năng theo dõi sức khỏe mới trên iOS sắp tới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không được thông báo về các tính năng chính xác. iOS 16 được cho là có tên mã Sydney và việc đặt tên này cũng có thể là dấu hiệu của tai nghe thực tế hỗn hợp và sự tương tác của nó với iPhone, theo Gurman. Như vậy, chúng ta cũng có thể thấy tai nghe VR tại sự kiện vào tháng 6. Apple cũng có thể giới thiệu một bản demo về iOS của tai nghe, tiết lộ các tính năng của thiết bị. Ngoài ra, iPad OS 16 cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện này. Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ mang lại giao diện người dùng đa nhiệm tốt hơn. WatchOS 9, macOS và tvOS cũng sẽ góp mặt tại sự kiện. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết nào về chúng được tiết lộ. Bạn có mong chờ phiên bản iOS mới sẽ được ra mắt vào sự kiện WWDC 2022 không? Nhớ để lại bình luận cho mình cùng biết nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bản tin tiếp theo. Mới đây, Motorola đã giới thiệu mẫu smartphone Moto G52 tại thị trường châu Âu với mức giá khởi điểm từ 6,2 triệu đồng, bằng một nửa so với iPhone SE 3 mới ra mắt cách đây không lâu, và cùng tầm với Nokia G50, Redmi Note 11S hay Galaxy A32. Motorola Moto G52 sử dụng chipset Snapdragon 680 cao nhất trong dòng sản phẩm tầm trung nhà Qualcomm, có thể đáp ứng tốt hầu hết các loại ứng dụng hiện nay. Moto G52 được trang bị màn hình AMOLED 6,6 inch với tốc độ làm mới 90Hz cho chất lượng hiển thị nổi bật trong tầm giá. Motorola Moto G52 cũng có một camera chính 50MP bên cạnh một camera siêu rộng 8MP và một camera macro 2MP đáp ứng các nhu cầu chụp khá cơ bản của người dùng. Ở phía trước của nó là một camera selfie 16MP cung cấp năng lượng cho Moto G52 là viên pin 5000 mAh với công suất sạc là 30W. Moto G52 có RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB có thể mở rộng qua thẻ nhớ micro SD. Máy có một cảm biến quét dấu vân tay gắn bên và thiết kế chống nước IP52. Mặt trước phần mềm được bao phủ bởi Android 12 với giao diện MyUX của Motorola ở trên cùng. Moto G52 có các màu xám than và trắng sứ, sẽ có giá bán lẻ là 250 euro, tương đương 6,2 triệu đồng. Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ được bán ra vào cuối tháng này. Nhìn chung, trong tầm giá bằng một nửa so với iPhone SE 3, cấu hình của Moto G52 nhỉnh hơn một chút so với đối thủ và hứa hẹn độ ổn định cao hơn trong quá trình sử dụng. Sau khi nghe qua thông số của chiếc điện thoại mới đến từ nhà Motorola, chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy háo hức giống như mình đúng không nào? Và để cho các bạn không phải chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua bản tin cuối cùng. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, Apple đã chính thức ra mắt tính năng minh bạch theo dõi ứng dụng, tiếng Anh là App Tracking Transparency, viết tắt là ATT trên iOS 14. Ngay lập tức, điều này đã tác động mạnh mẽ tới các doanh nghiệp có mô hình hoạt động là dựa vào doanh thu quảng cáo là chủ yếu. Theo ước tính của các chuyên gia đến từ các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo Customer Acquisition, rất có thể Apple sẽ làm giảm doanh thu của các nhà quảng cáo từ 15 đến 20%. Vào đầu năm 2022, CEO Mark Zuckerberg thừa nhận Facebook sẽ tổn thất 10 tỷ USD trong năm nay vì ATT. Trước đó, cổ phiếu tập đoàn mẹ của Snapchat đã sụt giảm 25% vào tháng 10 năm 2021 do những lo ngại về tính năng bảo mật mới trên iPhone. Một phân tích của công ty nghiên cứu Lotte mới đây nói rằng ATT đang tiếp tục tác động xấu đến Facebook và các doanh nghiệp có mô hình hoạt động dựa vào quảng cáo. Cùng với ATT, Apple ngừng sử dụng công nghệ IDFA, nghĩa là định danh cho nhà quảng cáo cũ. Thay vào đó, họ giới thiệu khuôn khổ mới để trợ giúp các nhà quảng cáo và chúng đang được vận hành. Theo Lotte phân tích, sự thay đổi của IDFA sẽ khiến các công ty thiệt hại 16 tỷ USD. Phần lớn trong số đó, cụ thể là 81%, là tác động đến Facebook.
Con số 81% này ảnh hưởng đến Facebook trị giá khoảng 12,8 tỷ USD. Lotem ước tính phần thiệt hại doanh thu còn lại của Snap là 546 triệu USD, đối với Twitter là 323 triệu USD và 2,2 tỷ USD đến từ YouTube. Tuy nhiên, Lotem mô tả cả Snap và Twitter đều đã vượt qua tình hình mỗi bên đang thích ứng với việc sử dụng các hệ thống đo lường mới do Apple cung cấp. Bản thân Facebook cũng nỗ lực để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhà táo. Họ tìm cách cung cấp cho đối tác quảng cáo những công cụ mới mang lại hiệu quả cao hơn. Và tin tức trên cũng khép lại bản tin Mỗi Ngày Một BNews ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số BNews kế tiếp.